Xin chào các em, chị đã quay trở lại rồi đây. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu và xem những cái mẫu búp bê mới của shop cực kỳ đáng yêu ha. Ở video trước thì chị đã giới thiệu một số búp bê rồi. Và video này chị lại tiếp tục giới thiệu búp bê cho các em xem nha. Tha hồ mà lựa chọn luôn. Đây, trước màn hình của chúng ta đó là những búp bê, những em búp bê cổ trang trông rất là xinh xắn và đẹp luôn. Đó, và bây giờ chị sẽ khui ra cho các em xem là nó sẽ đẹp như thế nào ha. Từng ngóc ngách, từng chi tiết luôn. Wow, rất là đẹp luôn. Trời, mở cái bịch ra hả, thấy nó còn đẹp và lộng lẫy hơn ha. Đây, một cô nàng cổ trang. Ở trên đây là làm một cái kiểu tóc mà cổ trang trong những cái bộ phim truyền hình mà chúng ta hay coi á. Đó, y chang luôn, và một chiếc kẹp tóc rất là đẹp ha. Đây nè, mấy em nhìn nè, có đính hột nữa nè. Đó, rất là xịn ha. Đây, một mái tóc đen huyền dài, và kèm theo một bộ đồ cổ trang với những cái hoa văn rất là nổi bật luôn. Đó, những cái đường viền tạo điểm nhấn cho chiếc váy của chúng ta thêm phần đẹp. Đây, đó. Và ngoài và ở phía dưới này còn có giá đỡ chân cho búp bê của chúng ta đứng được nha. Đây, và có cả khớp chân nữa. Và chúng ta sẽ qua một cái em cổ trang với một cái chiếc váy khác nữa nè. Wow, và kế tiếp, trời ơi, một em búp bê cổ trang, ta ơi ta nói nó đẹp xuất sắc luôn phải không mấy em. Ai một chiếc váy cổ trang màu tím, trời ơi ren nữa nè, trông rất là dịu dàng luôn. Hoa văn thì ta nói khỏi chê luôn ha. Đó, một mái tóc đen huyền dài đây. Đó, rất là xịn ha. Và ngoài màu tím và màu vàng chai thì còn có là một chiếc váy màu hồng đây nha. Đó, màu hồng cực kỳ xinh luôn, cũng không theo thua kém gì màu tím và màu vàng cả. Tóc thì cũng như nhau, nhưng chiếc kẹp thì là khác nhau nha. Đây, đó, chiếc kẹp này thì có màu tím nè, đính hột rất là nhiều luôn. Đây, đai eo á, đai thắt lưng thì là màu vàng, có những chiếc với những họa tiết rất là đẹp và điêu. Nói chung là rất là đẹp luôn á. Đó, đây là những cái bông hoa anh đào nè, màu hồng nè, trông khá là lãng mạn luôn ha. Đây, và một em búp bê cổ trang như thế này, vừa đẹp lại vừa xinh, chỉ có giá là 120.000 đồng thôi. Mấy em hãy nhanh tay alo cho shop và hãy đặt ngay nhé. Và kế tiếp là hai em búp bê tóc vàng. Đây, đó, mặc một chiếc áo rất là lộng lẫy luôn ha. Đó, những cái hộp tròn tròn này tạo cho chiếc đầm của chúng ta thêm phần lộng lẫy ha. Đó, đây là sọc trắng, sọc vàng cam, còn bên đây sẽ là màu hồng nhé. Đây, em này thì chỉ có giá là 35.000 đồng thôi. Đây, có khớp tay và khớp chân luôn nha. Đây, đó, hãy bỏ ngay 35.000 đồng quá rẻ để chúng ta có hai em búp bê siêu xịn này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua một loại búp bê khác ha. Đây, một loại búp bê chibi rất là xinh xắn luôn. Đây, và chị sẽ khui ra một em cho các em xem nha. Chị sẽ chọn em này, màu xanh dương rất là nhẹ nhàng. Đây, chị quyết định rồi, chị sẽ chọn màu hồng, thơm ngay. Dễ thương chưa nè, tóc mái ngố nha, do bỏ trong bịch cho nên nó bị ấy, nó sẽ vuốt lại. Tóc mái ngang rất là đẹp ha. Mặc một chiếc váy của Hàn Quốc, người ta gọi là hanbok á mấy em. Đây, đó, màu hồng ha. Ở phần eo thì có đính nơ hoa hồng, ở phần dưới thì là những bông hoa nhỏ trắng li ti trông rất là dịu dàng và ngây thơ luôn ha. Đó, rất là xịn. Đây, và ngoài chiếc đầm màu hồng ra thì chúng ta còn có cả là màu xanh nè. Màu xanh rất là ngọt luôn, nhìn ngọt ngay luôn. Rồi còn có cả là đây, nói chung là toàn bộ đều là những cái hoa văn nhỏ rất là xinh. Ngoài nhỏ ra thì còn có những cái họa tiết bông hoa to nha, to nhưng mà nó cũng không kém phần đẹp như là hoa nhỏ. Đó, phần eo thì đính nơ đỏ, đó, tạo điểm nhấn cho cô nàng búp bê. Đây, nàng này thì có một tóc khác ha, một tóc màu đỏ nâu nè, đó, trông rất là xịn luôn. Và nó chỉ có giá là 120.000 đồng thôi mà các em đã sở hữu được một cô nàng búp bê khá là đáng yêu luôn ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ qua một mẫu búp bê mới nữa nha. Đây, ôi, mắt to tròn, con người thì long lanh và lông mi dài cong nữa, rất là đẹp luôn. Khoác trên mình những chiếc váy tiểu thư khá là xinh xắn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái bịch này ra để xem là cái độ đẹp của nó như thế nào ha. Đây, một mái tóc màu vàng dài xoăn như thế này ha. Đó, chẳng khác nào là tóc thiệt của chúng ta luôn nè. Đó, rất là dễ thương luôn ha. Đây, môi thì hồng chín chín, mặc một chiếc váy xếp ly như thế này màu tím ha. Đó, những cái họa tiết thì là bằng màu ánh bạc nè, trông rất là long lanh. Có cả là khớp tay và khớp chân ha. Tay của búp bê chúng ta có thể cử động lên xuống, co hoặc duỗi ra. Đó, rất là đẹp. Đây, tiếp theo là cô nàng mặc một chiếc váy xanh có họa tiết rất là nổi bật luôn ha. Một chiếc đầm xanh mà họa tiết lại có màu hồng đen và màu xanh dương đậm như thế này á, thì tạo cho chiếc váy của chúng ta lại vô cùng có điểm nhấn luôn. Đây, rất là xịn nha. Ta-da. Và tiếp theo là một em búp bê có một mái tóc
Wow, màu tuyệt đẹp. Đó chính là màu xám nè, màu xám tro ha. Rất là xịn luôn. Đây, một cái chiếc váy hoa nữa chứ. Đây, đôi chân thì mang một đôi giày cao cổ có màu hồng. Và một em búp bê như thế này chỉ có giá 70.000 đồng thôi nha. Đó. Có tóc vàng và tóc xám tro. Các em hãy lựa chọn cho mình màu tóc mà nàng búp bê mà các em yêu thích nhé. Ta-da, chúng ta lại tiếp tục qua một em búp bê có một màu tóc lạ khác nè. Nãy giờ màu tóc đây là màu thứ ba rồi đúng không? Màu nâu đỏ đỏ ha. Trông rất là cá tính luôn nè. Đó, cô ấy đang mặc một chiếc váy xanh. Wow, một chiếc váy xanh dương đó nha. Một cái màu sắc rất ngọt ngào luôn và hài hòa nữa. Hài hòa với những chi tiết trên chiếc váy nè. Đây, cũng 70.000 đồng một em luôn nha. Đó, đây, em búp bê thì có chiều dài bằng khoảng 2 gang tay của chị á. Gang tay của chị thì khá là nhỏ. Nói chung là tay của chị nhỏ lắm. Đó, nói chung là chiều cao cũng khá là đủ. Nhưng mà chị cũng có thể gọi em búp bê này là búp bê chân dài, vì đôi chân khá là dài và rất là thon nha. Đó, các em hãy nhanh tay và liên hệ ngay với shop để đặt ngay và sở hữu ngay một em búp bê cực kỳ xinh xắn và dễ thương, có rất là nhiều loại và rất là nhiều giá cho chúng ta lựa chọn luôn nha. Đó, và các em hãy nhớ là liên hệ với shop Bookie qua số điện thoại 0937 899 707 để được đặt hàng và sở hữu ngay những em búp bê này nha. Còn bây giờ thì phải chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye.